Như chiếc lá vậy. Hơi nọt. Hơi nọt. Vimchi chơi lại floor sau thời gian tu luyện. Thì ok. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vimchi Gaming đây. Sau một thời gian rất lâu, mình bế tinh tu luyện. Thì hôm nay thật bất ngờ khi các bạn nhận ra mình. Nhưng mà mình chat luôn, từ chối luôn. Không phải là mình là Vũ Mặt Trời, phải Vimchi đâu, bạn nói thế. Nó không chấp nhận được ấy. Tại vì bạn nói thế thì nó cũng đúng thôi. Mình không chấp nhận được cái sự việc là bạn đúng. Tại vì mình bị điên. Xin lỗi Alan nhá. Lần sau phải sai em nhá. Cái này thì nó hơi khó trả lời tí nhá. Thì chắc là thật mà nó không. Ai biết được. Mạnh. Ai à, chém mạnh. Mạnh. Chọc mày. Là rau trừ em ạ. Củ cái ngon mà. Rừng mày PD hả? Tự nhiên nói rừng như thế. Ánh mắt ta chạm nhau nhưng chẳng thể làm được gì. Bạn biếm sao vậy? Cứ mang nhau. Ấy khịa xong rồi thì bây giờ mình sẽ cướp rừng luôn nhá. Đang cướp rừng thì Alan và Alan nhảy ulti. Nhưng mà bạn ấy không biết được cái kỹ năng tu luyện bế tinh của mình suốt bao nhiêu năm trời rồi. Bây giờ bạn ấy ra bạn ấy múa với mình. Nghĩ cái gì vậy? Mình chạy. Xời. Nhục quá. Thôi về làm tí một cái vậy. Tại sao pha đấy đông quá chứ như pha này á. Mình không bao giờ mình chạy luôn. Múa hết. Pha này em sao mới chết được với cái kỹ năng tu luyện của mình. Thì mày. Chỉ có thế thôi à? Mời thêm vào, gọi đông. Thật đùa, đông quá. Đông quá thì mình lên mình để trụ. Các bạn đừng nghĩ cái pha đấy mình chạy là mình sợ nhá. Như lần nhìn thấy mình chạy cứ như là kiểu cha em đang hát vậy. Tội quá. Hai đứa đứng nhìn nhau bằng ánh mắt đắm đuối. Mình thèm lắm rồi, mình không làm gì được cơ. Thế thôi, quyết định qua rừng thêm bạn cướp con quái và ăn con bùa. Nhưng mà đang định ăn con bùa, tu len đi đâu ra thế là được. Nghe một mạc, thơm quá. Anh lần ơi, anh định làm trò gì ấy? Anh đừng nghĩ em sợ anh, em không sợ anh đâu. Em còn cái bổ trợ mà, anh nghĩ cái gì vậy? Em còn phụ trợ cơ mà, anh làm cái trò gì đấy? Thế là xong rồi. Alan phải cúng nạp con bùa của rừng thêm bạn cho mình. À, sau đấy thì tự nhiên gặp anh bạn rừng thêm bạn có vẻ khá là cay cú đi lên trả thù mình. Tu len, trả thù nào được trong khi mình là Florentino trong tay Vũ Mặt Trời. Thế nào bây giờ? Lao ra đây. Có skin xin chúng mày đấy. Không có skin thôi. Xin mày đừng lao ra. Không có skin nha. Ui. Hoa sao nó cứ hụt theo một cái kiểu vô chi vô cùng mạnh chó đâu. Anh Alan. Nhưng mà cái kỹ năng của mình thì các bạn biết rồi. Cỡ Alan thì hơi non. Chẳng lẽ bây giờ lại đeo huy chương? Thôi tắt nhạc bản quyền bây giờ. Khổ lắm cơ. Dọn xong bàn lính thì đầy trụ xong thì chạy thẳng ra đường mid. Dọn lính mid phụ mid này. Mạnh. Ai đang cướp rừng thì bỗng nhiên anh kia ra lao ra. Thế là mình có thêm một mạng. Thôi, gặp mình cướp rừng thì tốt nhất là khoanh tay vào và ạ xuống. Cầu mong cho mình đừng dí và bỏ chạy, hiểu chưa? Xong thì lại đẩy trụ xong thì... Ôi, anh ghi ru. Nhưng mà pha này hơi nguy hiểm nhá. Nhưng mà không sao, mình sẽ lao vô luôn. Tại vì mình có miễn giải khống chế mà xem thêm Aza bút đầu. Nhưng mà hụt bố hoa rồi. Anh em nhớ thông cảm nhá. Tại vì lâu mình cũng chả chơi. Nhưng mà thật ra thì kỹ năng của mình nó vẫn như xưa thôi. Nó vẫn cứ phải gọi là đẳng cấp anh em á. Nhưng mà đông quá thì vẫn chạy. Xong vào đấy thì mình biến về và rồi là ăn bùa xong thì lại ăn quái xong định cướp một cái công nhưng mà xây tường dày quá. Đề nghị Zanna xây tường nhỏ lại tí nhá, rất dày. Sau đấy thì lao lên phi vào chọc Yudu và tem bạn giòn bắn như muỗi đốt luôn ạ. Mày ui dối, mùa thế này thì gọi đông vào. Đạt dô với Tú người yêu đâu, mang hết vô đây. Nói thế thôi, các ông mang vào đây tôi chạy luôn. Nghĩ sao mình lâu mình có chơi phải lo đâu, kêu mang vô đây chịu đấy. Ui, lỡ tay. Xin lỗi anh bạn, anh bạn đẹp trai đứa, anh bạn đẹp trai nhất cái thế giới này. Nhá, xin lỗi nhá, tôi lỡ tay cố ý á. Không sao, để đấy mình múa cho bạn xem này. Nhạc mà nói to thế á, nói to thì đéo bật đâu. Thôi được rồi, nhạc đi. Tào Tháo ăn xù hào, uống nước vào là đái thao đường. Lông lộn, chân mạnh hào đánh chết cha bây giờ. Thôi, xem như là mình đã phí công, phí sức thể hiện. Tại vì nó cũng chả có cái gì gớm cả. Múa như cái cục cứt chó, Ngộ Không thấy pha đấy nó còn chửi cho. Mặc dù trông hơi giống nghiện thế nhưng mà không sao. Nó cũng chưa là gì với khả năng thứ hai của mình. Đấy chính là mình nói rất là thật. Là mình không sợ Kera và Tulen ở đầu video.
bằng tất cả những cái sự giả tạo nhất mà mình có. Mình nói thật bằng tất cả những sự giả tạo, nên là các bạn cứ hoàn toàn có thể tin tưởng nha, không vấn đề gì. Và mình có khả năng đặc biệt là sau khi bình luận video, mà lúc quay video xong thì mình vô trong ứng dụng edit và mình bình luận, mình mít thêm một cái giọng nữa ở phút thứ mấy của video mình không nhớ, nhưng mà chắc là trông giống rất là nghiện. Mình có rất là nhiều tài năng khác, nó rất là nghiện. Các bạn có thể theo dõi và tìm hiểu thêm. Xin chân thành cảm ơn anh em. Thôi được rồi, nãy mình trêu anh em tí, mình không nghiện nhá. Mình là nói không với chất chân di là mình nói không nhá. Mình không bao giờ mình sử dụng những cái thứ như thế đấy. Mình chỉ hít thôi, đùa ấy. Mình không bao giờ sử dụng cái chất cấm nhá. Và chất cấm khuyên tất cả anh em là không nên lao đầu vô, rất nguy hiểm cho tương lai của anh em, tàn đời hết đấy nhá. Tránh xa ma túy, dù chỉ một lần, không được sử dụng. Một lần sử dụng thôi là xong ấy nhá. Còn bây giờ thì trận đấu nó đã win rồi. Tạm biệt và hẹn xin gặp lại tất cả những người anh em. Bye bye. Tôi phải đi cai nghiện. Bye bye anh em nhá. Bye bye. Đùa ấy, đùa.